hơn 80 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ. Vào những ngày cận Tết, ai cũng mang trong lòng nỗi nhớ nhà. Và ông Bảo cũng là một trong số đó. Tôi nằm bệnh ở ung thư bướu Cần Thơ. Thì chưa biết bác sĩ cho về ăn Tết được hay không. Thì ở đây bác sĩ bên trong bệnh viện cho ăn bữa cơm, tình trạng cảm là rất vui vẻ với bà con ở trong này. Cũng rất phấn khởi, cũng đỡ bớt cái nhớ. Để có được những điều ý nghĩa này, các bạn trẻ ở Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên thành phố Cần Thơ và Nhà văn hóa Lao động thành phố đã vận động Mạnh Thường Quân cùng nhau chế biến các món ăn gửi đến các bệnh nhân. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động Xuân Yêu Thương của Tuổi Trẻ thành phố Cần Thơ. Không chỉ có bữa cơm, hơn 80 phần quà cũng đã được trao để mùa xuân đến gần hơn với mọi người. Trong cái lúc mà mọi người đang vui xuân đón Tết á, thì mình vẫn thấy đâu đó vẫn còn các cô chú bệnh nhân đang còn phải nằm điều trị trong bệnh viện. Và vì vậy đó mình mới phối hợp với các cái anh chị Mạnh Thường Quân và để nấu một bữa cơm, chia sẻ một cái những ít phần quà để cùng với các cô chú có thể chung tay góp cái niềm vui, góp thêm cái tiếng cười, góp thêm cái sự đầm ấm, cái sự tình thương với nhau để mà có một cái Tết thật là vui tươi và đầm ấm. Thấy có nghĩa với tụi tôi. Tại vì nằm đây cả tháng trời chưa có bữa ăn cơm ngon cho bữa nay, vô thuốc còn này kia đó bữa nay ăn được. Phần quà thì có ý nghĩa chứ chị lắm, và cũng nhờ ăn cũng qua Tết. Tôi là thấy rất là vui mừng, rất là phấn khởi, cũng dơi bớt đi những cái nào buồn bã ở trong lòng khi bệnh hoạn đau ốm. Nhưng mà cũng có được tặng quà, rồi cũng có bữa cơm ăn, là để cũng nhớ cái ngày Tết, cũng nhớ nhà. Nhưng mà có bữa ăn này đúng là thiệt là rất là có ý nghĩa đối với bệnh nhân chúng tôi. Dù không thể quây quần bên gia đình vào những ngày cận Tết, nhưng mà đối với bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng và những phần quà có ý nghĩa như thế này đã kịp thời giúp đỡ, sẻ chia những người bệnh an tâm điều trị.